Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin Anh Em Update được phát sóng vào 19:30 mỗi cuối tuần. Trong tuần này thì chúng ta đang có mặt ở hầm đi bộ ngã tư Sở. Đây là một địa điểm mà nếu chúng ta chỉ nhìn ở phía bên trên, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là hoang vu. Thế nhưng mà anh em cứ xuống đây đi thì anh em sẽ thấy rằng là cái hoạt động ở đây rất là tấp nập. Và nếu như mà anh em nào muốn qua đường nhanh thì anh em có thể trải nghiệm hầm đi bộ ở đoạn ngã tư Sở Hà Nội nhé. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là những thông tin rất nóng hổi về thế giới công nghệ trong tuần vừa rồi. Bắt đầu thôi. Anh em ơi, một trong những sản phẩm được mong chờ nhất sẽ được ra mắt vào cuối năm nay chắc chắn rồi. Đó sẽ là những chiếc iPhone tới từ nhà Apple. Tuy nhiên thì có vẻ là sự kiện ra mắt những chiếc iPhone này sẽ không được suôn sẻ như là chúng ta nghĩ. Mới đây, một sự cố không may đã xảy ra khi nhà cung cấp camera cho iPhone 14 đã làm cho ống kính camera bị vỡ lớp phủ bên ngoài. Sự việc này khiến cho Apple phải gấp rút tìm đối tác thay thế để đặt hàng nhằm phục vụ yêu cầu cho những chiếc iPhone 14 sắp được ra mắt vào tháng 9. Dự kiến sự cố này sẽ mất hơn 2 tháng để khắc phục, mà thời gian diễn ra sự kiện thì đang ngày càng trở nên gấp rút. Tuy nhiên, theo trang 9to5Mac thì điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple, mà nó sẽ chỉ gây ra tình trạng khan hàng trong đợt đầu của những chiếc iPhone 14 mà thôi. Tuy nhiên, nhiều khả năng năm nay sẽ lại tiếp tục là một năm thành công của Apple. Lý do là vì hãng đang có lượng tiền mặt ổn định, lượng khách hàng trung thành cực kỳ đông đảo và giải sản phẩm đa dạng, dễ dàng tiếp cận. Và nếu như so sánh với các đối thủ thì Apple hiện tại vẫn đang đứng rất vững. Vấn đề duy nhất của Apple hiện tại có lẽ là chuỗi cung ứng với tình trạng thiếu hụt chip để cung cấp cho những sản phẩm của mình mà thôi. Vâng, đó là thông tin đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với lại tin tức thứ hai về một tựa game rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đó chính là tựa game Stray, hay còn được gọi là tựa game Hóa Thân Thành Mèo. Về chính xác thì tựa game này có gì hay, có gì hot mà khiến cho nhiều game thủ và nhiều người dùng để ý đến nó đến như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Tuần qua, cộng đồng game thủ và đặc biệt là những ai yêu thích Hoàng Thượng Mèo đều đã có những đánh giá vô cùng tích cực đối với tựa game Stray. Đây là một tựa game giúp cho người có thể hóa thân thành một chú mèo hoang để khám phá thế giới hậu tận thế. Tựa game này nhanh chóng được nhiều người trải nghiệm và đã trở thành một trong những tựa game được yêu thích nhất trên Steam. Rất nhiều game thủ đã dành tặng cho tựa game này những lời có cánh. Thậm chí, chính các nhà sản xuất cũng không nghĩ rằng tựa game này lại thành công đến như vậy. Một phần khiến cho tựa game này chiếm được cảm tình của người dùng chính là bởi vì game có đồ họa đẹp, hiệu ứng ánh sáng tốt, đặc biệt là nhân vật chính cũng rất là đáng yêu. Việc hóa thân vào một chú mèo cũng khiến cho người chơi cảm thấy rất tò mò. Và đặc biệt, trên con đường khám phá của mình, chú mèo sẽ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn và thử thách, đặc biệt là với những sinh vật đột biến luôn trực chờ cơ hội để tấn công. Đây là một tựa game nhẹ nhàng, thư giãn. Và nếu như mà anh em nào muốn có một cuối tuần giải trí vui vẻ thì anh em hãy thử tựa game này nhé. Trong vòng 2 năm trở lại đây thì những chiếc MacBook M1 đã trở thành tâm điểm cũng như nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng. Thế nhưng mà một tin buồn dành cho những ai đang muốn mua những chiếc MacBook Pro M1 đó chính là rất có thể trong thời gian tới, cụ thể là chỉ khoảng 2-3 tuần nữa thôi, thì những chiếc MacBook Pro M1 sẽ không còn được bán tại thị trường Việt Nam nữa, mà thay vào đó nó sẽ nhường chỗ cho MacBook Air M2 và MacBook Pro M2. Theo một nguồn tin cực kỳ uy tín từ chính mồm sếp Huy NL, đại diện nhà bán lẻ Cellphonet, thì lượng hàng tồn của chiếc MacBook Pro M1 chỉ đủ cung cấp cho người dùng từ 2-3 tuần nữa. Đây cũng là một trong những nước đi mà Apple đã thông báo tới người dùng từ trước. Trong sự kiện ra mắt chiếc MacBook Air M2 thì Apple cũng đã nói rằng hãng sẽ chỉ bán MacBook Air M1, Air M2 và Pro M2 cũng như những chiếc MacBook Pro 14 và 16 inch của hãng. Hiện tại thì giá của những chiếc MacBook Pro M1 cũng đã sấp xỉ 30 triệu đồng. Người dùng chỉ cần bỏ ra khoảng từ 3-4 triệu là đã có thể nâng cấp lên chiếc MacBook Air M2 với thiết kế mới, màn hình sáng hơn. Có lẽ cũng chính vì lý do đó thế nên Apple đã quyết định dừng bán chiếc MacBook Pro M1 cho người dùng dễ quyết định. Nếu như người dùng muốn có một chiếc laptop rẻ và mạnh nhưng mà vẫn sang thì người dùng có thể lựa chọn chiếc MacBook Air M1. Còn nếu như người dùng muốn có một chiếc MacBook với thiết kế mới cùng con chip M2 mới nhất đến từ Apple thì người dùng có thể mua luôn chiếc MacBook Air M2 hoặc MacBook Air Pro M2. Và hiện tại thì những chiếc MacBook Pro M1 và MacBook Air M1 đang có mức giá cực kỳ ngon và tất nhiên đang sẵn hàng tại chuỗi thống cửa hàng của Cellphonet, chuỗi đại lý ủy quyền của Apple và đã có gần 100 cửa hàng trên khắp cả nước. Thế nên là anh em có thể đến cửa hàng gần nhất để mua máy hoặc là đặt giao hàng tận nơi nhá. Tất cả thông tin mà anh em cần biết đều có ở đường link phía bên dưới. Vâng, và cuối mỗi bản tin thì như thường lệ mình sẽ chia sẻ với anh em về một sản phẩm công nghệ nổi bật trong tuần vừa qua. Và spotlight của tuần này là một công trình công nghệ trị giá lên tới là hơn 1.000 tỷ đô. Đúng vậy, anh em không nghe nhầm đâu. Công trình này dự kiến sẽ được xây dựng tại Ả Rập Saudi
Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là công trình này nó có gì hiện đại và nó tích hợp những công nghệ gì mà khiến cho cái mức giá của nó lên tới là 1.000 tỷ đô la nhé. Xin thiệu với anh em, đây chính là dự án cao gần 500 mét và trải dài lên tới 120 km và dự kiến sẽ trở thành công trình lớn nhất hành tinh. Công trình đầy tham vọng này có tên là Mirror Line, bao gồm hai tòa nhà chọc trời được nối liền với nhau bằng những lối đi bộ và sẽ có cả tàu cao tốc chạy ở phía bên dưới. Tòa nhà này nằm trong dự án NEOM, dự án thành phố thông minh dự kiến to ngang với một bang của nước Mỹ. Và điểm đặc biệt của tòa nhà này chính là nó được hoạt động dựa trên năng lượng tái tạo. Chính vì thế sẽ rất thân thiện với môi trường. Đích thân Thái tử Ả Rập Saudi nói rằng muốn tạo ra một sản phẩm trường tồn với thời gian, giống như những gì người Ai Cập đã làm với kim tự tháp. Chính vì vậy, dự án này đã được ra đời. Dự án này được tạo ra nhằm mục đích giúp cho các cư dân gặp gỡ nhau dễ dàng hơn, chỉ trong vòng 5 phút đi bộ, hoặc thậm chí là chỉ mất 20 phút để đi hết từ đầu này tới đầu bên kia của dự án. Thế nhưng mà không chỉ có vậy, dự án này hứa hẹn sẽ mở ra một viễn cảnh cực kỳ mới khi mà nó có vô cùng nhiều những công nghệ được hứa hẹn sẽ sử dụng, ví dụ như là taxi bay này, gieo hạt cho đám mây để mưa nhiều hơn này, năng lượng mặt trời này, vân vân và vân vân. Mặc dù có rất nhiều người hoài nghi về tính thực tế của dự án này, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng đây là một trong những dự án rất thú vị và rất đáng mong chờ trong tương lai. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Anh Em Đếp của tuần này. Mong rằng anh em sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân cũng như là gia đình, và đặc biệt là chuẩn bị cho một tuần mới làm việc thật là hiệu quả nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.